Nói đến đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt là vùng Tây Bắc, người ta nghĩ đến nghệ thuật xòe, hay còn gọi là xòe Thái. Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia đã minh chứng được rằng xòe Thái mang tính biểu tượng thể hiện nhân sinh quan, vũ trụ quan, tâm tư, tình cảm của người Thái và có nhiều ý nghĩa, chức năng đối với cuộc sống tinh thần của người Thái ngày nay. Nghệ thuật xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa cộng đồng của người Thái. Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, là dấu ấn văn hóa của tộc người và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc. Vũ điệu đoàn kết là tác phẩm được dày công nghiên cứu bởi bà Tòng Thị Phóng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, là một người con vùng đất Sơn La, nơi có đông đồng bào dân tộc vùng cao sinh sống. Vũ điệu đoàn kết không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc, mà còn có các thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó của các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là văn hóa xoay đường cho quốc dân đi. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một trong những nhân tố không thể thiếu trong tổng thể nền văn hóa đa dạng ấy phải kể đến nghệ thuật dân ca, dân vũ, dân nhạc của 54 dân tộc trên giải đất chữ S. Loại hình nghệ thuật này không những thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa dân tộc mà còn đem giá trị lớn trong việc khai thác và phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch bởi tính hấp dẫn với trải nghiệm trực tiếp, đem lại những cảm xúc chân thực và sinh động đối với du khách. Vì những giá trị to lớn cũng như những ý nghĩa sâu sắc mà trong nhiều năm qua, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong ngành văn hóa, những người đam mê với nghệ thuật đã cùng phục dựng, sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật đó để lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em. Trong số những người tâm huyết ấy có tên của tác giả Tòng Thị Phóng với tác phẩm Vũ điệu đoàn kết. Đó cũng là trách nhiệm và cũng là đam mê của bà. Bà Tòng Thị Phóng là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn La giàu truyền thống cách mạng, thấm đượm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Từ nhỏ, bà đã được sống và đắm mình trong các điệu múa, câu hát, tiếng chiêng của dân tộc Thái, một dân tộc với nhiều nét văn hóa đặc sắc ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Qua nhiều năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có nhiều vị trí liên quan trực tiếp đến vùng dân tộc thiểu số, nên hơn ai hết, bà có tình yêu, sự quan tâm với văn hóa dân tộc Thái nói riêng, cũng như những cảm nhận sâu sắc và giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung. Tác phẩm Vũ điệu đoàn kết được bà Tòng Thị Phóng dày công nghiên cứu, chắt lọc từ những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc sống tại Sơn La và xem xét 16 điệu múa xòe của người Thái, để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mang đậm tính đoàn kết, góp phần làm sinh động đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đoàn kết trong cộng đồng dân tộc vùng cao Tây Bắc. Bà Tòng Thị Phóng cho biết, muốn hòa nhập cộng đồng, muốn tham gia các nội dung liên quan đến hoạt động chính sách thì cái đầu tiên cần phải hòa nhập chính là bản sắc văn hóa. Chính vì vậy, khi được phân công làm công tác dân tộc, tôi đã nỗ lực, cố gắng và dày công nghiên cứu để làm nên một tác phẩm mang tính đoàn kết dân tộc. Bà đã trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho các diễn viên nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La, nơi đầu tiên được tập huấn vũ điệu đoàn kết. Bên cạnh đó, bà còn tham gia một số buổi giao lưu, trình diễn và trực tiếp biểu diễn vũ điệu đoàn kết trước mọi người, nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn. Là người tham gia buổi tập huấn cùng tác giả chị Lò Thị Hương, diễn viên nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La cho biết, tôi rất vinh dự là một trong những người đầu tiên được truyền dạy vũ điệu đoàn kết. Đặc biệt là có dịp được tác giả Tòng Thị Phóng trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác. Trong quá trình tập luyện, tôi đã cảm nhận được những tình cảm, tâm huyết của tác giả và mong muốn truyền tải được những nguồn cảm hứng đó đến với học viên. Thời gian tập huấn tuy không nhiều, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực truyền dạy nội dung, điệu múa cho những các học viên. Dành thời gian kèm cặp, hỗ trợ từng người, thường xuyên kiểm tra, đánh giá học viên và luyện tập tác phẩm, giúp các học viên ghi nhớ và biểu diễn thuần thục. Ngày 8 tháng 11, tác phẩm Vũ điệu đoàn kết đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu tác phẩm rộng khắp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và các sở ban ngành của tỉnh đã và đang tích cực triển khai kế hoạch ghi hình, sản xuất đĩa và phổ cập tác phẩm múa Vũ điệu đoàn kết tới toàn dân chúng.
Vũ điệu đoàn kết là một sản phẩm văn hóa có ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa của 12 dân tộc cư trú tại tỉnh Sơn La và sự giao hòa văn hóa với các dân tộc khác trong vùng Tây Bắc. Có thể khẳng định, văn hóa các dân tộc đã góp phần vào việc giáo dục chân thiện mỹ cho nhân dân. Quan trọng hơn là thông qua đó đã thực hiện được đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với tinh thần đó, bà Tòng Thị Phóng không chỉ đảm nhiệm tốt cương vị là lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn rất đam mê nghiên cứu, tìm hiểu và mong muốn gìn giữ, tôn tạo và xây dựng những giá trị văn hóa, nghệ thuật để lưu truyền cho con cháu mai sau. Nếu nói về điệu múa xòe thì từ thời xa xưa người ta đã đúc kết và cho rằng có 36 động tác xòe. Đến ngày nay, do nhiều yếu tố ngoại lai được nhiều nhà nghiên cứu và thường hay tổ chức múa xòe nên tùy theo từng vùng miền, thể hiện múa xòe đã và đang được các cấp các ngành hết sức quan tâm, trở thành loại hình múa trong hoạt động cộng đồng rất phổ biến, nhân rộng. Tại tỉnh Điện Biên, qua nghiên cứu và khảo sát thì loại hình nghệ thuật múa xòe được chọn lọc gồm 6 điệu múa phổ biến như điệu xòe kham khen, nắm tay nhau, đột hôn, bước tiến lùi, phá xí, bước bốn, nhung khăn, tung khăn, khắm khăn mơi lão, nâng khăn mời rượu, ỏm mọ, tốt mư, vỗ tay đi vòng tròn. Cụ thể, điệu xòe khắm khen, nắm tay nhau là điệu xòe cơ bản trong nghệ thuật dân vũ của dân tộc Thái, được hình thành trong quá trình lao động từ thuở sơ khai, có ý nghĩa và biểu hiện sự gắn kết cộng đồng. Mỗi khi có niềm vui thì cùng nhau nhảy múa, và khi gặp khó khăn hoạn nạn cũng vẫn nắm chặt tay nhau cùng chung sức vượt qua. Điệu xòe đổn hôn bước tiến lùi, tức là lúc người này tiến thì người kia lùi nhưng vẫn nhịp nhàng uyển chuyển trong cùng một vòng tròn. Động tác này như muốn khẳng định dù trời đất có thay đổi, cuộc sống có lúc gặp khó khăn trở ngại, nhưng ý chí và tình người thì vẫn luôn sắt son bền chặt. Điệu xòe phá xí bước 4 thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng người Thái. Cho dù là ai, dù có phải chia xa 4 phương trời, 10 phương đất thì cũng luôn nghĩ về nhau, cùng nhau hướng về cội nguồn. Nhịp phách của điệu xòe này là thể hiện nhịp 4/4 hoặc nhịp 2/4. Tùy theo bước chân nhanh hoặc chậm, vừa đi vừa vào vòng tròn luôn, hoặc có thể chia ra vào 4 nhịp, ra 4 nhịp để cho tất cả mọi người cùng rẽ và làm theo, rẽ bắt trước. Đạo cụ của điệu múa xòe này có thể dùng quạt, nón, khăn. Điệu xòe nhôm khăn, tung khăn thể hiện sự nhịp nhàng đều đặn như một của một cộng đồng người Thái. Khăn luôn phải bằng nhau, không cao, không thấp, đưa lên bằng vai, song hạ xuống, tượng trưng cho sự đồng thuận giữa người với người, giữa các dân tộc với nhau. Cùng với chiếc khăn phiêu, khăn thủ cẩm choàng trên cổ, những cô gái Thái thể hiện được niềm vui bờ bến mỗi khi làng bản có chuyện mừng vui như có đám cưới, đám mừng nhà mới hay mừng mùa bội thu. Điệu xòe khắm khăn mơi lậu, nâng khăn mời rượu là điệu xòe thể hiện nét văn hóa trong giao tiếp ứng xử của đồng bào dân tộc Thái. Điệu xòe ỏm lọ, tốt mư, vỗ tay đi vòng tròn là điệu xòe kết thúc mỗi cuộc vui, thể hiện niềm hân hoan và sự bình dị lúc chia tay nhau. Người Thái quan niệm rằng múa xòe thì phải vui, càng đông càng vui thì cây cối mới càng đơm hoa kết trái, mùa màng bội thu. Sau những ngày lao động vất vả trên ruộng nương, không khí rộn ràng của múa xòe làm người ta quên đi những mệt nhọc thường ngày. Họ cùng nhau cười vui để bớt sầu lo, để cùng nhau hòa mình trong những điệu xòe hoa. Có thể nói, nghệ thuật múa xòe truyền thống dân tộc Thái là kết quả sáng tạo nghệ thuật xuất phát từ lao động của cộng đồng người Thái, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa trước hết của chính họ. Sau những ngày lao động mệt nhọc, hòa mình với nghệ thuật xòe không chỉ giúp mỗi người tìm lại cảm giác thư thái và hứng khởi, mà còn làm cho các mối quan hệ làng bản, quan hệ xã hội thêm gắn bó hơn, dễ gần nhau hơn. Từ đó, nghệ thuật xòe trở thành phương tiện giao tiếp, kết nối cộng đồng, trở thành biểu trưng cho tình đoàn kết, sự kết tinh, kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Thái, là cầu nối giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống con người Tây Bắc và góp phần làm giàu đẹp cho nghệ thuật múa dân gian Việt Nam. Điệu múa xòe truyền thống của dân tộc Thái đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, là tài sản chung của nhiều dân tộc sống trên dẻo cao Tây Bắc. Trong những lễ hội, trong những ngày vui của bản làng, điệu xòe diễn ra như lời chào, lời mời gọi du khách gần xa. Đó là tiếng lòng của bà con gửi gắm trong điệu múa quyến rũ giữa non ngàn Tây Bắc.
xứ sở của những vũ điệu xòe mê hoặc. Điệu xòe mang tính tập thể, có tính giao lưu cộng đồng cao nên số người tham gia không hạn chế. Ban đầu có thể xòe từ 5-6 người, sau đó cứ bổ sung dần, không phân biệt già trẻ, gái trai, người trong làng bản hay người bản khác. Thậm chí du khách cũng có thể tham dự vòng xòe. Vì đặc điểm này, múa xòe thường diễn ra ở những nơi rộng rãi, để ai cũng có thể tham gia xòe. Càng đông người, vòng xòe càng rộng. Tại những chỗ không thể rộng vòng xòe hơn được nữa, người ta thường chủ động tách vòng xòe ra làm 2-3 vòng đồng tâm. Mỗi vòng xòe thường được xác định tâm xòe bởi một hũ rượu cần hoặc một đống lửa. Khi ấy, vòng xòe này vận động theo chiều kim đồng hồ, thì vòng xòe kia vận động theo hướng ngược lại. Mỗi khi đặt chân đến vùng Tây Bắc, nhất là vùng đất Điện Biên lịch sử, du khách không chỉ được ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, trữ tình của non ngàn Tây Bắc, thăm lại chiến trường xưa để sống lại một thời hoa lửa của thế hệ ông cha, mà còn được hòa mình trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những món ăn hấp dẫn, những vòng xòe ấm áp, hay hoặc như lời chào, lời mời gọi, những bước chân du khách gần xa.